Mercedes AMG C63S đã chốt lịch ra mắt Việt Nam với giá khởi điểm từ 4,9 tỷ, với động cơ siêu mạnh 680 mã lực ngang siêu xe và công nghệ từ xe đua F1. Với sự bổ sung C63S Performance vào danh mục sản phẩm, mẫu xe Mercedes Benz C-Class nói chung và Mercedes AMG C-Class nói riêng tiếp tục thống trị hoàn toàn phân khúc về hiệu suất vận hành. Theo thương hiệu ngôi sao ba cánh, Mercedes AMG C63S Performance Dự kiến sẽ ra mắt và bàn giao đến tay khách hàng trong quý 2 năm 2024, đi cùng giá bán 4,9 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, khách hàng đã có thể đặt cọc trước mẫu xe này. C63 S Performance xuất hiện và trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh của Mercedes-AMG C-Class tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, phân khúc hiệu suất cao này mới chỉ có Mercedes-AMG C43 4Matic với giá niêm yết 2,960 tỷ đồng. Phiên bản xe hiệu suất cao này hướng đến hình ảnh thể thao thuần túy cùng trải nghiệm tốc độ hoàn toàn khác biệt, cho cộng đồng đam mê xe nhờ vào công nghệ tăng áp điện thừa hưởng, từ đội đua F1 Mercedes AMG Petronas. Trái tim của Mercedes AMG C63 SE Performance là sự kết hợp giữa động cơ đốt trong và motor điện. Trong đó, xe sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít cho công suất 476 mã lực. Thêm vào đó, C63 SE Performance được trang bị thêm một mô tơ điện công suất 204 mã lực gắn, ở cầu sau kèm hệ thống vi sai điện tử, và bộ chuyển động 2 cấp. Như vậy, tổng công suất của xe đạt 680 mã lực và mô men xoắn 1020 Nm. Con số này có thể so sánh với nhiều siêu xe trên thị trường, ví dụ như Lamborghini Huracan cũng chỉ có công suất khoảng hơn 600 mã lực, hay Lamborghini Aventador mạnh gần 700 mã lực. Kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Xe chỉ mất 3,4 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trước khi bị giới hạn ở vận tốc 280 km/h. Khi vận hành thuần điện, Mercedes AMG C63 S E Performance có thể đi được nhiều nhất 15 km, tốc độ tối đa 125 km/h. C63 S E Performance sở hữu thông số tổng thể lần lượt là chiều dài 4.842 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.458 mm, trục cơ sở đạt 2.875 mm có thể thấy kích thước xe lớn hơn đáng kể so với các phiên bản C-Class thông thường, với chiều dài tăng thêm 83 mm và chiều rộng tăng thêm 76 mm ở phía trước. Chiều dài cơ sở cũng được tăng thêm 10 mm. Sở hữu mức giá cao nhất dòng C-Class, bên ngoài C63s Performance cũng sở hữu nhiều trang bị đầu bảng của thương hiệu ngôi sao ba cánh, tiêu biểu như gói ngoại thất AMG Carbon Package, cánh gió thể thao AMG Oak Carbon. Mâm hợp kim AMG 20 in với thiết kế nanda chấu sơn đen bóng, gương chiếu hậu ngoại thất ốp sợi carbon. Mercedes AMG C 63 S Performance là phiên bản xe đầu tiên trong dòng C-Class sở hữu khe gió lớn ở trên nắp capo. Logo trên xe cũng được thay đổi, chuyển sang màu đen. Bên hông, xe được lắp ốp sườn xe thể thao, bộ khuếch tán gió phía sau lớn, cùng hai ống xả hình thang giúp hoàn thiện cái nhìn tổng thể hầm hố mạnh mẽ. Bước vào bên trong. Nội thất C63S e Performance gây ấn tượng với nhiều chi tiết được bọc da nappa đi cùng họa tiết AMG in nổi ở phía trước. Thiết kế ghế với phần hông ghế có lỗ thoáng khí giúp giảm trọng lượng và tối ưu hóa khả năng thông gió. Về tiện nghi giải trí, xe được trang bị hệ thống đa phương tiện MBUX dành riêng cho dòng xe AMG sở hữu E-Performance, bao gồm màn hình hiển thị cụm đồng hồ, trên màn hình trung tâm đa phương tiện theo hướng dọc, ở bảng điều khiển trung tâm và màn hình hiển thị hát tùy chọn. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.